bé thấy khi đi làm mấy cái màu á, cái dừa đó là khi đi làm cho cái màu 19. Con thấy chưa? Dạ. Cái mà farmer á chị. Là cái dùng cái lý của tài nó không có thôi. Tay của chị thấy nhức nhối vậy. Đây chị chưa. Cái quệt này nè, cô thấy không? À. Con làm từ ngày hôm qua tới giờ cái cọ con mềm xèo. Không cứng. Nè, ta không? Ừ. Nè, cái bột clean nó chảy mất tiêu, nó chỉ còn bột màu ở dưới thôi. Chị cái chai mới nè, không có xài ACV được. Cái số 2 mới. Dạ, là tự khô luôn, tự khô tự giữa luôn. Phải có different chứ không? Dạ. Thì đem đồ mới á. Đồ mới á. Nè rồi, cái link cho có chai này nè, cái ngón này nè, bộ đá sẽ làm người tay này. Không tại cái móng cái phao tay bé câu. Dạ. Nè, khi mà em lấy cái bột á mượn nó nguyên cục vậy. Em lấy cái góc nè. Tại mình đang làm mâm rồi mà thấy không? Nè, em thấy không? Em kéo xuống là cái bột lia nằm trên nè. Đó, nè. Thấy không? Em mới làm kéo xuống vậy nè. Em thấy nó ra. Nó dẻo quá. Cái liquid này nó dẻo nhưng mà nó không có chảy. Cái liquid nó dễ lắm. Tại vì mình xài xài liquid cho nó mình điều khiển được đúng không? Dạ, tại cái liquid này nó mình kéo nha, cô bỏ lên nè. Cái cô kéo nè, bé con nói cô là nó làm ôm rồi 2-3 màu quá cô. 2-3 màu. 2-3 màu luôn. Dạ. Nó ly gòn nha, nó ly em này chứ nó nó dễ xài. Nó không mùi mà nó dẻo quá. Mà nó không chảy lòng thòng. Là mùa nào mình cũng xài được hết. Dạ. Mình thích vinh ở đây. Dạ. Nãy giờ cũng nghe mà đeo mát. Dạ. Nó có nhưng mà nó nhẹ hơn mấy cái hãng khác thôi. Đang làm marble tùm lum tùm la nhỏ đó bao nhiêu? Nhiều màu. Nhỏ đó khoảng 28 đồng. À. 28 đồng. Nè, cái này là thôi không có quay để coi. Cái này là làm marble hả? Cái này cho nên mình mới dễ làm. Dạ. Còn cái liquid của mình xài mà nó khô. Dùng chảy mà cái nó chảy mà nó khô. Cái liquid cái liquid này làm là chị thấy thần tiên cái tỷ. Hai bé 10 tháng 11 gặp nhau không? Cái liquid này nè nó là cho con đắp luôn. Đắp dầm dầm. Cái đó nó dùng được hai. Dạ nó vừa đít vừa đắp luôn chị. À, mình đắp mình cover ở trên để lát nó đừng có bị để lát. Chị quay quanh chút là cái bột cũng còn chắc. Hồi nãy cái clear con đắp cho cô là con điếp phải không? À. Bây giờ con lấy cái clear đó. Nó không khô nhưng mà nó không chảy chị. Mà hay không cần rửa nhiều nữa, thấy nó nằm vô hết trơn nè. Nó nằm cái vòng cuticle á. Ăn cục vậy. Mình là người chậm chạp á, thành ra nó nảy xuống. Để cho nó tự từ chảy á. Dạ. Đừng có đụng vô. Thấy chưa? Dạ. Đó. Khi mà nó dẻo á chị quạt cái nó chảy xuống hết à. Khóa cái nó dễ lắm. Làm ôm rồi lắm, nó không phải như mấy cái kia nó nặng như mình. Có giá đây nè. À, bình bự nó là 100. Nếu một mà nó xong rồi cho Hồng lên nữa. Này mình đã. Thank you honey. This is only for dipping powder, no? No, that's for gel manicure too. For everything. Dạ đúng rồi. Tại ngày nãy là mình đang đắp mà. Cái đó bột clear. Bột clear chị. Cover. Nè chị thấy không? Em để nè, nó cứ nằm vậy nè. Ở đâu có chạy đâu. Excuse me. Từ đây không? Black diamond. Ok. 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 Bán vậy hả? Uh-huh. Mà mình kéo nhẹ cái là tự động nó đi rồi. Mình không có cần phải What okay, code did you use? Dạ. Dạ không. Rồi
thì cô phải lấy ít lại, cô phải cho nó xuống mất nước chút xíu, dục lên là kéo thôi, tùy theo cái trường hợp để mình làm. Dạ. Ít là nước thôi. Thấy cục bột đó vẫn không, nó không có bị gì hết. Dạ. Còn dẻo. Thấy không bé? Đừng có làm tùm lum tùm la là nó sẽ bị. Dạ. Bị sai. Nè, thường cái móng mà nó bị cong như vậy nè. Nè, đó. Giống như con nói với cô nè, để vừa xuống đúng. Cái này, okay. Thank you. Cái này người ta phải ăn 65 đồng một bộ hay là nó cái bộ này mà đi ra mà hơn đồng. Hơn nữa hả? Hơn chậm mấy chờ không? Đắp á chờ lâu không? No, em chờ. Phải tiệm là cô phải làm khác dạ. Được rồi. Cái trường hợp này đang biểu diễn. Mà cái bông này nó dẻo, cô làm tuy đi được luôn. Cô chị đắp là cỏ số mấy? Dạ cỏ số 14. Nổ 14. Thấy có bán luôn á. Nhỏ 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 không? Đi nguyên cầm lê mà không chị? Trời em không nhớ. Coi coi coi. Nó cũng giống như là nè em thấy không? Bột lia không à. Nhưng mà tập lưu anh tao quay cho em black diamond. Con làm dài dàng sao cô hiểu con làm cái gì? Không, nếu mà mình không có chờ thì mình phải cho đủ thời gian cho nó ra phải không? Không, nếu cô không chờ càng quan tay thì người ta làm càng nhỏ. À, càng giỏi 18, thì càng nhỏ. 18-20 như ngày xưa đấy không? Ôi trời ơi, bự vậy. Sao tại sao bây giờ xuống cho bự? Thế thì tại sao bây giờ cái xu hướng người ta dùng cọ nhỏ nhiều ha? Dạ cái người ta đắp đấy. Càng lâu bột neon đắp á, mình biết cái cục bột nó làm sao để cho mình dễ làm. Dạ. Dạ. Bột màu còn nằm lại nè. Cái bột xong tại vì cái hộp bột là người ta mix với clear rồi phải không? Mơ bồ á. Nè. Kéo thôi nè. Nhớ nãy cái đi nói không? Ăn gian cho nó dày lên chút xíu mình vũa đứt cái đầu dưới luôn. Rồi cô phải làm hai cục. Hai cục đâu cần lấy cục bự. Ok. Cỏ càng bự giữ nước càng nhiều. Làm càng kiện. Bột đỡ hao nước. Dạ. Nó có nhanh hơn không? Không, bây giờ nó không phải là nó nhanh hơn nhưng mà mình dễ lấy bột nó. Giống như nguyên cục ở trên đây cô làm ơn. Nhưng mà cọ nhỏ thì nó có cái lợi gì khi có hàng tới kìa. Cỏ nhỏ có lợi gì em? Cỏ nhỏ thì cô đỡ hao bột. Dạ. Khó điều khiển. Cỏ đó không được. Chị em đắp cơm ray một cục luôn vậy là nó ấy lắm em phải làm. Tại nhiều khi mình quên đồ quá cô. Dạ. Có hai mà cây cỏ là vậy á. Trời ơi. Đi đâu cũng có đồ nghề mang theo hết trơn. Dạ. Nghề của nàng mà. Làm cục nhỏ ngay chỗ cái lần trước xong em đắp thêm cục nữa. Thôi đừng có làm hai cục. Em quen em biết mấy người chuyên nghiệp mà làm quen cục rồi mà em giờ còn làm hai cục á. Hai cục không sao miễn sao nó ra được. Không quan trọng mỗi hai cục. Cái mới gì chị cũng mua hết trơn tại vì chị muốn. Em cũng con xài hai cây lận, cây 12, cây 14. Cây 12 là nó nằm trong vỏ á. Nhìn khi con không đem cây này, là cỏ nào mình cũng làm được hết. Nên con always